Văn Tường bị bất chấp danh tiết, bất tòng phụ mệnh, bất thủ hôn ước, rủ nhau bỏ trốn. Ta sẽ cho ngươi chịu hình phạt khổ sai giống như đàn ông, hưởng hình 40. Thần xin phép được chịu thay cho cô ấy. Tội của ai thì người đó chịu. Còn nhiều tội đang chờ ngươi gánh vác. An ninh. Mẫu hậu, phải để cho nữ quan trong cung thực hiện hình phạt. Hình phạt không chừa bất cứ một ai, tuyệt đối không được nương tay. Nhất định phải cho một trận đích đáng để suốt đời không quên. Tiếng khóc nữ nhi nghe rất ai oán. Mang cái này ra ngoài kia, nhét vào miệng. Không ngờ Văn Tường lại cố chấp đến mức như vậy. Dạ phải, thường ngày nó là một cô gái yếu đuối, thật là đáng thương. Bao nhiêu trượng rồi? 35 trượng rồi. Sao lại ngừng tay? Mẫu hậu, nguy rồi, nhị tỷ không thể chịu nổi hình phạt, tắc thở rồi.